Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần. Và hôm nay chắc là quý vị cùng với chúng tôi theo dõi một chương trình đặc biệt lần đầu tiên chúng tôi thực hiện tại tư gia của một người và chúng tôi chưa đề cập đến thì chắc quý vị đã biết. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nữ ca sĩ Hương Lan, một trong những người mà chắc là phần lớn những người Việt chúng ta đều biết đến. Bên cạnh đó là phu quân của ca sĩ Hương Lan. Kính thưa quý vị, đó là em Toàn. Xin được gửi lời chào thân ái đến cùng với chị Hương Lan và em Toàn qua một cái buổi sáng rất là đẹp trời tại tư gia của anh. Dạ, Hương Lan xin chào anh. Hương Lan cũng xin thân ái kính chào tất cả quý vị đang xem đài SET. Xin kính chào tất cả quý vị xem đài và chào anh Trọng. Kính thưa quý vị, nếu nói đến ca sĩ Hương Lan, dân ca Hương Lan thì tất cả mọi người đều biết đến đó là một trong những cái dấu ấn của âm nhạc, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc Việt Nam. Chắc quý vị đã biết một trong những người mà có thể nói đã gắn liền với sân khấu cải lương từ lúc còn nhỏ mà người ta gọi là thần đồng Hương Lan qua sân khấu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Và chắc là luôn tiện đây chúng tôi cũng xin gửi lời đến quý vị là cô Hương Lan là ái nữ của một trong những dân ca nổi tiếng. Kính thưa quý vị, đó là nghệ sĩ Hữu Phước. Và hôm nay thì chúng tôi có điều kiện đến chị Hương Lan khi chúng tôi được biết tin một người bạn của chị, thân tình của chị. Chúng tôi nói người bạn nhưng thật sự là người em của chị vừa mới ra đi. Xin gửi lời chia buồn đến với chị Hương Lan hôm nay với sự ra đi của anh chị ta. Lúc 12 giờ 40 của cái rạng sáng, tức như là đêm qua đó, thì đêm thứ ba, tức như là rạng sáng thứ tư, thứ hai chứ. Dạ, đêm qua là đêm thứ Đêm ba qua đấy là đêm ba. thứ ba, Dạ. đêm thứ ba. Thì Hương Lan được ca sĩ Nguyễn Tâm gọi nhắn tin là Chí Tài vừa qua đời. Hương Lan, mình không có diễn tả được cái buồn của mình, tại vì nó thật là bàng hoàng quá. Dạ. Thì ở sẵn đây thì Hương Lan cũng xin chia buồn với gia đình ở tại Hoa Kỳ và sẽ sắp xếp giờ, nghe nói là Chí Tài sẽ được mang về đây. Thì cái điều đó, cái điều mà Hương Lan rất là mừng, tại vì mình còn có thể thăm viếng Chí Tài một lần cuối cùng để đưa tiễn em ra đi. Thế lần cuối cùng mà chị Hương Lan gặp anh Chí Tài là lúc nào, xảy ra vào lúc nào? Gặp Chí Tài vào cái lúc cách đây mấy tháng, khi mình bị Covid rồi thì Chí Tài chuẩn bị đi về Việt Nam. Thì Chí Tài có, Hương Lan với Chí Tài có nói chuyện nhau trong điện thoại, thì hỏi chừng nào em đi. Nó dạ em vừa mới đi khám bác sĩ ở Michael Đào và em lấy cái giấy chứng nhận là em không có Covid. Tại tại vì Chí Tài cũng hy vọng rằng về đó thì sẽ không có bị cách ly, nhưng mà rồi Chí Tài nghe nói xong thì cũng nghe tin tức là Chí Tài về cũng bị cách ly mấy tuần, 2 tuần. Thế còn anh Toán, anh với Chí Tài thì như thế nào xem Toán? Thì anh cũng biết Chí Tài từ lâu, từ lúc hình như gia đình qua mà ở cái miền ở dưới Hao Thon. Thì hồi xưa là anh có cái hãng tiện ở dưới đó. Thế thì cũng có một vài lần nhậu nhẹt với nhau đó. Thì anh còn nhớ nó còn biểu diễn đờn bằng răng nữa cơ. Đờn guitar mà bằng răng này nữa. Thì anh em biết nhau từ đó rồi, vì sau này thì gặp đi đờn cho Hương Lan. Thì anh em coi nhau như là anh em thế thôi. Vợ chồng nó rất là quý anh chị. Rồi tụi này cũng thương tụi nó lắm. Nếu Hương tôi Lan, dành Hương Lan có xin nhắc là một kỷ niệm của Hương Lan với Chí Tài là lúc Hương Lan năm 83 qua đây để mà hát, thì Chí Tài đánh đàn cho ban nhạc của anh Duy Quang. Oh, I see. Thì Hương Lan đi hát chung với anh Duy Quang với ban nhạc, thì anh Chí Tài trong đó. Thì Chí Tài có đi đánh cho Hương Lan đi nguyên một tour của nước Mỹ. Đó là chị em đã quen biết và thân nhau từ năm 1983. Nếu bây giờ có một cái thời gian ngắn ngủi cỡ khoảng 20 second chị muốn nói với Chí Tài, đặc biệt là sự ra đi của Chí Tài, thì chị Hương Lan nhìn vào ống kính truyền hình chị nói cái gì nè? Hương Lan xin thay mặt cho một số anh chị em nghệ sĩ ở tại đây rất là thương tiếc, là luôn cả những người ở Việt Nam. Chí Tài là một cái người em, một cái người nhạc sĩ, một nhạc sĩ là hồi xưa mới quen với Hương Lan, và một cái người nghệ sĩ từ sau này em đi về diễn nhiều. Một nghệ sĩ rất là dễ thương, hiền hòa, vui vẻ, lúc nào em cũng có thể đùa được hết. Chính vì đó mà sau này khi em anh trở nên mà một cái danh hài nổi tiếng thì Hương Lan không có lấy làm lạ, tại vì tánh của Chí Tài rất là vui. Thì gửi đến lời chia buồn rất là sâu sắc với Phương Loan, Chí Thiện nhà Minh Phượng Cầu cũng như chúc toàn luôn. thể gia đình, một lời chia buồn và không có nói được cái nỗi buồn đó của Hương Lan với Chí Tài. Hôm qua giờ Hương Lan khóc từ tối tới giờ. Thưa quý vị, trước khi vào chương trình này thì Hương Lan có nói với tôi, anh Trọng đừng có hỏi nhắc đến Chí Tài nhiều vì tôi không có thể ngăn được cái dòng lệ của tôi.
Nhưng kính thưa quý vị, đó là đời sống của những người Việt tha hương đến đây và họ tìm lấy cái niềm vui với nhau qua những cái cuộc gọi là sinh hoạt chung, cả nghề nghiệp. Và kính thưa quý vị, ca sĩ Hương Lan là một trong những người có thể nói được rất nhiều người ái mộ trong giới nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì những sinh hoạt của anh Toản cũng là một trong những người đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Và anh đã trải qua nhiều cái công việc làm ở tại Hoa Kỳ này. Đầu tiên anh đến tại Hawaii, sau đó anh đến định cư tại California. Anh cũng là một trong những người đi đầu tiên trong ngành nghề gọi là cái nghề tiện. Machine shop. Machine shop, yeah. Nhưng mà chắc có lẽ quý vị biết đến anh Toản là một trong những người rất vui tính mà có thể nói chưa tôi thấy ít khi anh mất lòng ai với tất cả những người như chúng tôi, cũng giống như tất cả những người sinh hoạt tại ở Bosa này, những người trên cho đến những người dưới. Chị Hương Lan, ai rồi đến rồi cũng sẽ đi, ai rồi sống sẽ cũng có cái niềm vui, cái buồn, thành thật chia buồn với người bạn, người em của chị rất nhiều. Nhưng mà chị Hương Lan, you look forward, chị phải tìm đến, mà chị nghĩ rằng đó là cái niềm vui vĩnh cửu cho những người đã cống hiến của đời của họ, cũng giống như tất cả mọi người chị Hương Lan. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đến đây, bây giờ thì chị cho phép chúng tôi tạm quên chuyện anh Chi Tài, tôi không muốn cái chuyện buồn đến với chị nhiều. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đến đây là có một cái vấn đề mà chúng tôi muốn hỏi chị và cũng hơi thắc mắc nhiều. Tại tôi biết chị là một trong những người có thể nói thuần túy về vấn đề gọi là giải trí, về vấn đề âm nhạc, về vấn đề cải lương. Mà gần đây thì thấy hình ảnh chị ở trên sân khấu ít, mà thấy hình ảnh chị với cái đội nón đỏ của ông Donald Trump. Chị rất là đẹp khi đi ra ngoài biểu tình, rồi chị nói lên những cái lời hùng hồn nào mà bây giờ, hồi nào giờ tôi biết chị cũng đã lâu, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe chị nói như vậy. Thế vì sao vậy chị Hương Lan? Hương Lan là một nghệ sĩ từ hồi nhỏ tới lớn, đi hát từ lúc 5 tuổi cho tới bây giờ. Thì có lẽ đây là như Hương Lan đã nói là lần đầu tiên mà Hương Lan đi bầu. Tại vì ở đây mình thấy rằng có mấy trăm triệu dân, và trong cái đời sống của một cái nước Mỹ, một cái nước hùng mạnh nhất thế giới, thì cái chuyện mình đi bầu hay mình không đi bầu nó chứ không ảnh hưởng gì đâu. Tại vì mình không làm, người khác sẽ làm. Nhưng mà tuy nhiên trong lần bầu cử này thì mình thấy nó có nhiều cái mà rất, cái lá phiếu của mình nó rất là giá trị, mà mình phải dùng đến nó để mình nói lên cái tiếng nói của một người dân, một người Việt gốc Mỹ, gốc Hoa Kỳ, nhưng mà gốc Việt Nam, nhưng mà người Mỹ, giấy tờ Mỹ nhưng mà là gốc Việt Nam. Nhưng mình cần phải có một cái tiếng nói và mình phải sử dụng cái lá phiếu của mình. Và trong những cái chuyến đi rally của Hương Lan thì Hương Lan nghĩ rằng có lẽ cũng có người thích mà cũng có người không thích, đó là cái tùy ý kiến của cá nhân. Nhưng với Hương Lan, Hương Lan rất vui được đứng cạnh những người cùng đồng hành với Hương Lan để mình đòi hỏi một cái gì đó cho công lý, và một cái đòi hỏi một cái sự trong sạch và minh bạch cho cái kỳ bầu cử lần này. Thế thưa chị Hương Lan, lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người hạnh diện khi đến Mỹ họ được cái hành xử cái quyền mà theo hiến pháp quy định của họ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của chị. Có một số người thì họ cho rằng đây là một cái biểu hiệu tốt cho những cái sinh hoạt chính trị trong cộng đồng người Việt chúng ta. Một người mà đã từ lâu chỉ chú trọng đến âm nhạc, đến kịch nghệ, đến văn nghệ, nhưng bây giờ chị lại tiến thân ra ở phía trước. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số người họ cho rằng tại sao phải làm như vậy. Thì cái đó là câu trả lời của chị mà thôi. Nhưng bây giờ tôi hỏi chị một cái điều như thế này, thưa chị Hương Lan. Nếu chị dấn thân để ra ủng hộ một cái người, một ứng cử viên mà chị chọn, chị nhìn thấy rằng đó là ứng cử viên chị cảm thấy cần phải hỗ trợ. Nếu trong tương lai sau ngày 20 tháng 1 này, ông Donald Trump không còn là Tổng thống Hoa Kỳ, cái ảnh hưởng đó có đến nhiều đến đời sống của chị không? Và chị có tiếp tục cái con đường của chị bây giờ đi bây giờ hay không? Thì trước khi trả lời câu hỏi này, Hương Lan hỏi anh là anh có nhìn thấy người Việt Nam mình ở đây ủng hộ ông Trump rất nhiều không? Tôi hoàn toàn đồng ý với chị, và tôi có thể nói rằng chẳng những ủng hộ mà có thể nhiều khi lấn át tất cả những người nào mà không ủng hộ ông Trump nữa, thưa chị Hương Lan. Dạ, thì đó, đó là, thì câu đó là câu Hương Lan muốn hỏi anh. Thì Hương Lan cũng là một trong những người ủng hộ ông Trump. Vì sao? Vì trong 4 năm nay mình đừng phủ nhận những gì ông đã làm cho nước Mỹ. Ông làm cho nước Mỹ hùng mạnh lên, thất nghiệp đi xuống, và ông đã giúp đỡ biết bao nhiêu. Và những gì quan trọng nhất của một cái người tổng thống là khi ông nói và ông đeo đuổi, ông làm cho bằng được. Điều đó mình đừng phủ nhận. Nếu mình không thích cá nhân ông Trump
Nhưng cũng đừng nên phủ nhận cái điều đó. Anh có đồng ý với Hương Lan không? Tôi hoàn toàn đồng ý với những cái quan điểm nhận định của chị. Và kính thưa quý vị, đó là ca sĩ Hương Lan với một trong những nhận định y như tất cả những cái nhà phê bình và quan điểm với của họ với tính cách thời cuộc. Và kính thưa quý vị, đó là một niềm hãnh diện cho người Việt chúng ta trong lúc này sinh sống tại Hoa Kỳ, vì cái nhận thức, ý thức hệ chính trị trong đời sống đã trở nên một trong những vấn đề mà chúng ta cần bàn cãi đến. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần, và trở lại với ca sĩ Hương Lan. Chị Hương Lan, chị chưa đi vào cái câu hỏi của tôi. Tôi muốn hỏi chị, sau ngày 20 tháng 1 này, nếu, tôi xin lỗi chị là cái này không có may mắn nha chị, nếu ông Trump không trở thành vị tổng thống, chị có tiếp tục cái con đường chị đang đi bây giờ không? Bây giờ nếu mình nói trước tiên là ông Trump thắng đi, đó là một cái sự vẻ vang cho tất cả những người đang ủng hộ ông Trump. Nhưng mà nếu như cái trường hợp xảy ra ông Trump không thắng, chúng tôi cũng vẫn tranh đấu, vì chúng tôi đang tranh đấu cho lẽ phải và đòi lại cái sự công bằng cho cả nước Mỹ, chứ không phải riêng gì tôi ủng hộ ông Trump không. Cho nên chúng tôi vẫn tranh đấu, và để chúng tôi cũng phải làm tất cả những cái gì mà cái người dân nước Mỹ, là mình phải là một công dân Mỹ thì mình phải theo cái luật pháp của người Mỹ. Không phải vì không thắng mà mình đi quậy phá hay là mình chứng tỏ là mình chống lại. Không. Tôi sẽ tuân theo những cái điều luật của nước Mỹ vì tôi là công dân của nước Mỹ. Nhưng tôi phải ngồi đó tôi nhìn lại cái chính quyền sắp tới sẽ làm được cái gì. Chị có, họ... cho, chị có cho họ cơ hội không? Chị có cho họ cơ hội để họ làm được những gì trong 2 năm tới, 4 năm tới không? Thì mình phải nhìn chứ. Mình phải nhìn, mình phải xem lại trong 2 năm tới. Chỉ có 2 năm. Thì trong 2 năm đầu khi ổng lên đó, những cái người bảo họ có làm được cái gì cho nước Mỹ. Và họ có làm được những cái gì mà ông Trump đã làm cho mình chưa? Thì mình phải xem lại và mình ngồi. Nếu người ta làm tốt, mình phải công nhận chứ. Nhưng nếu người ta làm không được thì cả nước Mỹ phải nhìn vào và thấy được cái thái độ của mình trong những năm tháng vừa qua. Cảm ơn chị Hương Lan. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài nhận định của ca sĩ Hương Lan qua cái kỳ bầu cử vừa qua, và đặc biệt là những ngày sắp tới. Và với một cái quan điểm nhận định rất là phóng khoáng, ca sĩ Hương Lan cho rằng là lẽ dĩ nhiên cái sự ủng hộ vẫn tồn tại ở trong ca sĩ Hương Lan. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là cô không mở mắt và nhìn tất cả những cái sự kiện diễn biến trong tương lai, và cô tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người, cho dù ý kiến đó không hợp với cô lúc này. Kính thưa quý vị, đó là ý kiến của cô Hương Lan. Bây giờ thì chắc là quý vị xoay qua nhìn qua một nhân vật ngồi cạnh ca sĩ Hương Lan. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu anh Toàn là phu quân của ca sĩ Hương Lan. Anh Toàn, anh vừa rồi anh nghe chị Hương Lan, phu nhân của anh nói như vậy, anh cảm nhận anh như thế nào? Thì cái cảm nhận của tôi cũng y như thế. Tại vì trong mỗi cuộc bầu cử xong, thì cái ao ước nhất của người dân là cái sự chuyển quyền phải được êm thấm. Để cho cái chính phủ mới, hoặc giả là chính phủ mới không thắng, thì chính phủ cũ tiếp tục cái con đường mà đang làm cho dân tộc này. Thế thì chúng ta ở đây phải nhận ra một cái điều là trở lại cái năm 2016, theo cái cá nhân tôi nhận định đó, thì hình như cái chính phủ của Tổng thống Trump này không được trao quyền một cách êm thấm. Là bảo họ đã đàn hạch. Rồi từ đó là cứ đánh phá mãi cho đến ngày hôm nay vẫn còn đánh phá. Thì cái đó là cái nhận xét của tôi về cái phía của Đảng Dân Chủ. Thế thì như hồi nãy Hương Lan vừa nói đó, nếu kỳ này ông Trump không phải là người thắng cử, mà nếu ông Biden là người thắng cử, tôi lại không đồng ý với những cái quan niệm là quậy phá, hoặc là không đồng ý với cái sự chuyển quyền một cách êm thấm. Chúng ta phải tuân thủ theo cái luật pháp của nước Mỹ. Chúng ta sẽ bằng lòng với cái chuyển quyền một cách êm thấm để cho phía Dân Chủ, phía ông Biden có một cái cơ hội để làm cho nước Mỹ này ngày một tiến triển hơn như những gì họ hứa. Nhưng mình vẫn giữ cái ý kiến của mình là gì? Phải quan sát xem sự thật nó có phải như vậy hay không.
Nếu nó không như vậy thì những cái gì mà phía bên mình hồi nào đến giờ support cho Tổng thống Trump là đúng, thì bây giờ chúng ta cho họ cái cơ hội để họ làm. Nếu họ làm đúng thì chúng ta ngả về phía họ, ủng hộ họ để cái đất nước này mỗi ngày một khá hơn. Còn nếu không, 4 năm nữa anh sẽ bị chúng tôi cho đi chơi. Lúc đó là hình ảnh anh chị sẽ có mặt trên đường phố Bosa phải không? anh đi chơi anh ạ. Đó. Và những người bạn nào của tôi ủng hộ cho ông Biden thì cũng không còn cơ hội để có thể tranh luận với tôi nữa. Mà là phải đi về phía tôi chứ. Vâng. Bây tôi show ra cho họ tất cả đây nhá. Thấy chưa? Hồi ông Trump như vậy, ông ấy lên làm tổng thống thì thất nghiệp xuống còn có 3,5 nè. Rồi thế này thế kia, những cái điều tốt lành nè. Thế bây giờ phía bên anh không làm được những điều tốt lành đó thì anh phải theo tôi chứ, còn bây giờ anh lý do gì để anh chống tôi nữa phải không? Vâng. Đó là bây giờ trở lại với chị Hương Lan, có một cái vấn đề này chắc là hy vọng là chị sẽ cởi mở ra. Trong thời gian qua có rất nhiều người họ ủng hộ, họ đồng tình với chị. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số ít người, họ cũng có nghĩa là hình như họ không mấy bằng lòng và họ thông cảm với những gì chị đã và đang làm. Thế một mai kia tình hình nó thay đổi, cá nhân của chị sẽ nghĩ sao về những người cùng với chị? Nhưng mà đặc biệt với những người mà có những cái lời nói, có những hành động hoặc những cái sự gì làm chị không hài lòng, chị muốn nói với chị hôm nay qua cái màn ảnh truyền hình hôm nay được. Dạ thưa anh, đối với Hương Lan thì Hương Lan thấy cái thành phần cũng có một vài người chống đối, rồi cũng đem tới những chuyện cá nhân không đẹp. Nhưng mà với Hương Lan, trong giờ phút này nó không có thành vấn đề gì hết. Nó chẳng quan trọng gì hết. Tại vì cái vấn đề cá nhân nếu mà mình đưa lên để mình chặt chém nhau trong lúc này hay là trong lúc nào đối với Hương Lan, những cái chuyện đó không quan trọng. Đối với một người nghệ sĩ, người thương cũng có mà người ghét cũng có. Mà mình phải chấp nhận tất cả và mình để cho dư luận ở ngoài nhìn vào sẽ phê phán điều đó. Nhưng mình mà không nói, phê bình. Nhưng mà chị Hương Lan, chị nói chị không quan tâm đến những người mà có những cái chị gọi là ghét chị đi nữa. Chị là một người nghệ sĩ cần phải cái sự gọi là yêu thương của tất cả những người. Chị có nghĩ chị, cái danh tiếng của chị, cái nổi tiếng của chị nó có bị ảnh hưởng với theo cái sự chống đối đó không? Dạ thưa anh, nếu mà nói như hôm trước Hương Lan có nói trả lời, nhưng mà tại vì ở ngoài cái khung cảnh đó, mình phải la lớn tiếng chứ không phải là mình muốn lớn tiếng. Nhưng mà ở đây bên này là cái loa, còn bên này là cái người là la lối tùm lum, cho nên mình phải nói lớn lên thì cái micro nó mới nghe được. Thì người ta nhìn thấy cái đó, người ta nói sao mình dữ tợn, không phải. Tại vì phải nói lớn lên thì mọi người mới nghe. Như ở đây thì anh em mình ngồi bàn luận thì đâu có gì đâu mà phải la hét. Thì Hương Lan mới nói được cái cảm xúc của Hương Lan. Ở đây Hương Lan nói là mình là nghệ sĩ, mình chấp nhận hết. Dĩ nhiên người nghệ sĩ bao giờ cũng muốn cho khán giả thương mình, mến mình. Chứ đâu có ai muốn người ta ghét mình. Nhưng cái sự ganh ghét đó anh không thể nào nói không có được. Từ ở ngoài cũng ở ngoài đời và ngay cái đời sống bình thường và ngay cả trong giới nghệ sĩ. Nó phải có một cái sự ganh ghét mà mình không thể nào mình phủ nhận được điều đó. Và ở ngoài ai cũng biết nghệ sĩ thì cái ganh tị đó đôi khi họ chỉ chờ những cái lúc này để họ xuất phát ra. Và đó là một cái gọi như là một cái cơ hội nhỏ nhỏ để họ bám vào đó họ chửi mình. Cho nên đối với Hương Lan không quan tâm. Mà Hương Lan quan tâm là cái tình thương của những người mà họ ở ngoài họ nhìn vào cái sự việc, họ phê phán, đó mới là trung thực. Kính thưa quý vị, đó là những cái cảm nhận của ca sĩ Hương Lan với những cái sự kiện bao quanh cô trong những thời gian gần đây. Lẽ dĩ nhiên chúng ta look forward, tiến tới ở phía trước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta quên đi tất cả những cái quá khứ, vì đó là một cái căn bản cho sự tiến tới của chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn chị Hương Lan và cầu mong làm sao chị vẫn cái con đường của chị đi và sức khỏe của chị rất là tốt. Và đồng thời chị cũng sẽ được càng ngày càng có nhiều khán giả ái mộ chị. Tôi thì đứng về phương diện thuần túy âm nhạc và gọi là về vấn đề sân khấu văn nghệ thì có thể nói tôi nghĩ rằng khó có ai thể quên được một thần đồng Hương Lan có thể đã sống trong lòng người Việt qua những cái tiếng hát cải lương, những cái vai trò của chị. Cũng như ngay bây giờ mà tôi nói chuyện với chị thấy chó nó cũng ganh đua, thấy nó sủa quá chừng chừng luôn. Hương Lan cũng xin nói nè, Hương Lan hát từ nhỏ cho nên nếu mà dùng cái tiếng mà giống như Hương Lan hôm trước Lan nói tôi nổi tiếng rồi, đúng. Bây giờ nếu Hương Lan khiêm nhường mà nói là ôi tôi có nổi tiếng gì đâu thì cái đó là Hương Lan nói sai. Vâng. Và đã không nói thật. Mà phải rất nhiều người từ trong nước tới ngoài nước, nhiều người biết Hương Lan. Dạ vâng. Cho nên
Bây giờ nếu nói ngược lại thì trong lúc này Hương Lan đang lợi dụng cái tên tuổi và cái tình thương của khán giả dành cho mình để mình được lên cái tiếng nói của mình, dù một tiếng nói nhỏ bé. Nhưng tiếng nói nhỏ bé này nó sẽ đem lại nhiều tình thương của những người thương Hương Lan để họ nhìn vào cái cuộc tranh đấu bầu cử của năm nay ở tại Hoa Kỳ. Vâng, cảm ơn. Không phải ở đây không anh, ở trong Việt Nam, Hương Lan nhận rất nhiều từ ở trong Facebook, từ ở trong lẫn lời nhắn, bất cứ là ở Việt Nam theo dõi rất nhiều những cái cuộc rally ở bên Mỹ mình. Ok. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua một cái cuộc trao đổi đặc biệt với phu quân của ca sĩ Hương Lan, đó là anh Toản. Và quý vị sẽ từng bước xem tất cả những diễn biến chính trị gần đây trong cộng đồng người Việt như thế nào. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đang cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần, và bây giờ thì quý vị có cơ hội để gặp gỡ một trong những người có thể nói rất thân thuộc với cộng đồng người Việt chúng ta. Sở dĩ tôi nói thân thuộc là vì anh đã sống ở đây rất lâu, kể từ khi biến cố năm 1975 xảy ra. Kính thưa quý vị, đó là phu quân của ca sĩ Hương Lan, anh Toản. Anh Toản, tôi thì tôi biết anh rất nhiều, tình mà anh là lớp đàn anh của chúng tôi nữa. Anh đã có nhiều cái kinh nghiệm trong thương trường ở đây, anh có nhiều cái kinh nghiệm trong cái cộng đồng ở đây, trong vấn đề tôn giáo, và ngay cả những gần đây anh hoạt động trong vấn đề từ thiện nữa. Thành ra cái điều đó thì tôi không bàn cãi nhiều, nhưng tôi muốn trở lại vấn đề chính trị trên cái sân khấu ngày hôm nay mà anh với chị xuất hiện rất nhiều. Anh nghĩ rằng trong cái thời gian qua, anh nghĩ rằng có cái sự phân hóa trong cộng đồng qua cái cuộc bầu cử này không? Để trả lời câu hỏi đó thì theo như nhận xét của cá nhân tôi thôi anh em, thì có sự phân tán nhưng không nhiều, mà cái sự phân tán nhiều lại ở trong chính gia đình của chúng ta, là những cái thành phần đến nước Mỹ này như tôi chẳng hạn thì đã có cái kinh nghiệm quá nhiều về cái xã hội rồi, về chính trị rồi, cho nên thường thường là mình có cái khuynh hướng bảo thủ, nhưng các con cái của mình thì lại được ở trong cái nền giáo dục của Mỹ là cái sự tự do nhân quá lớn. Thế rồi cái trở ngại về vấn đề ngoại ngữ thì thành ra mình không có dẫn dắt con cái, rồi thì giờ rồi lo làm ăn thế này thế kia, cho nên chúng ta đã không dẫn dắt được cho con cái của chúng ta hiểu được cái giữa cái bảo thủ và cái liberal mới lại progressive thế này thế kia, thì chúng ta lại không 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 làm cho con cái chúng ta hiểu rõ hơn giữa hai cái khuynh hướng về về chính trị. Cho nên sự thật ở trong gia đình lại có cái sự phân rã nhiều hơn đối với những gia đình này với những gia đình kia. Đồng ý là có, nhưng mà tôi thì tôi thấy là hình như là đến 80-90% những người Việt ở trong cái lứa tuổi mà đi bầu như anh em mình đó thì cái favor nhiều hơn cho Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ anh nói favor cho Tổng thống Donald Trump, với cá nhân anh đã tìm hiểu qua báo chí, cho dù một vài người xài cái chữ gọi là báo chí cánh tả đi nữa, nhưng mà anh cũng qua những cái thông tin nó lượm lặt được trong cái thời gian vừa qua. Tôi đồng ý với anh vừa với chị Hương Lan đưa ra là những năm khởi đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, ông đã làm được một cái gọi là balance được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, với vấn đề thất nghiệp giảm xuống còn chỉ có 3.5% mà thôi. Nhưng kém may mắn cho ông vào cái năm cuối cùng thì lại dịch ra một cái vấn đề gọi là Covid-19. Cái điều này thì có thể nói là sự phán xét của cử tri qua cái cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng đặc biệt bên cạnh đó thì vấn đề Trung Quốc là một trong những sự kiện mà chắc anh cũng thấy rất nhiều người Việt chúng ta đồng ý là Tổng thống Donald Trump đã có những hành động mạnh với là Trung Quốc. Thế ngoài ra những cái vấn đề đó thì anh nghĩ tại sao anh lại ủng hộ ông Trump nhiều như vậy? Nó là như thế này. À, mình phải đi xa về một vài thập kỷ về trước đó, thì khi mà cái chủ thuyết cộng sản bị sụp đổ thì Tổng thống Nga Putin là một cái người đưa đất nước Nga lên cho cái ngày hôm nay là khá hơn rất nhiều về cái lúc còn chủ thuyết cộng sản. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là chủ thuyết dân tộc. Cái chủ thuyết dân tộc
đưa tất cả những cái sai lầm đó focus vào trong người dân trong nước và làm sao build up cái đất nước của mình. Ông Tập Cận Bình, ông cũng làm y chí chang như vậy kể từ cái lúc của ông Đặng Tiểu Bình. Nước Trung Quốc chưa có cái gì cả. Người Mỹ này mở ra cho họ một cơ hội và họ cũng đã lợi dụng cái đó để đẻ ra một cái chủ thuyết gọi là dân tộc. Nhưng dân tộc này lại dân tộc quá khích. Đó là cái chiều hướng mà tôi đã phân tách là từ sau chế độ thuộc địa rồi cộng sản rồi thế này thế nọ. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ đang xuất hiện là chủ nghĩa dân tộc. Tổng thống Trump nhà mình đã từng ra Liên Hợp Quốc và có lời nhắn nhủ đến các vị lãnh đạo của các quốc gia khác là bạn hãy làm cho đất nước của bạn mạnh lên đi. Tôi cũng đang làm cho đất nước tôi mạnh lên đây. Thế là anh quan tâm đến cái câu mà ông Tổng thống Donald Trump make America be great. Đây, đây, đây. Thế thì thêm một cái điều mà tôi nhận xét là như thế này. Thường cái ấn tượng của người Việt chúng ta nhiều nhất là cái đảng Cộng Hòa là lo cái ngoại vi nhiều hơn đảng Dân Chủ lo nội vi ở trong nước. Nhưng mà sự thật đến bây giờ đó, dưới cái triều đại của Tổng thống Trump nhà mình á, thì lại là Cộng Hòa lo cho ở trong nước nhiều hơn. Không thấy không? Đòi đem quân đội về, đòi ngăn bức đường biên giới, đưa cái kinh tế đi lên, giảm thất nghiệp, đánh mạnh về cái vấn đề là bảo hiểm sức khỏe. Bây giờ ông đã từng ký những cái luật mà để cho thuốc giảm giá cho bằng với những cái... Thì cái đó là cái gì? Cái đó là có phải lo cho cái dân tộc mình không? Mà cái đó là chủ thuyết dân tộc của nước Mỹ. Nhưng chúng ta hay hơn các nước khác, các vị lãnh tụ khác là dân tộc của chúng ta chứ không phải là dân tộc quá khích. Bây giờ thì đó là cái điều mà tôi bây giờ tôi đồng ý tất cả những cái trình bày của anh qua những cái sự kiện mà anh vì dựa vào những cái đó để anh ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà trở lại với chị Hương Lan, tôi muốn hỏi chị một câu ngắn và chị cho tôi một cái câu trả lời ngắn này. Chị có nghĩ rằng từ một cái quốc gia chiến tranh như Việt Nam của chúng ta ra đi, cái quan điểm hòa bình của chị luôn luôn nghĩa là mọi cái hành động của chị phải làm sao để có một cái nền hòa bình vững chắc có phải cho toàn thế giới phải không chị Hương Lan? Hay là chị nghĩ rằng ồ, bây giờ lúc này cần phải chiến tranh mạnh, phải làm những hành động như nhiều, hay là chị nghĩ hòa bình cần thiết hơn? Đối với tôi nghĩ hòa bình là cần thiết hơn. Vâng. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, đó là cái nhận định rất là cấp thời của một người phụ nữ Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ và sinh sống. Thế bây giờ trở lại anh Toán này. Anh nghe chị Hương Lan, phu nhân của anh nói đó nha anh Toán. Thế giới cá nhân của một người phụ nữ họ còn muốn sống trong một cái thế giới hòa bình, không còn nghĩ đến chiến tranh nữa. Thế anh nghĩ rằng nếu ông Trump cứ tiếp tục cái con đường này, liệu thế giới có đi đến một cái chiến tranh thứ ba không? Đây là một câu chuyện trước khi ông Trump làm tổng thống. Tôi đã, lúc đó là tôi mở cái machine shop rời về Fullerton. Mà tôi đã nói cái câu chuyện là sẽ có chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Mà tôi còn xác nhận luôn là ở Biển Đông. Mà cái người bạn tôi giờ này sống ở Hao Thôn, cái tên là Quách Văn Bình, cũng là sĩ quan Thủ Đức. Anh ấy nghe cái chương trình này thì anh ấy làm ơn là chứng nhận cái điều tôi nói là đúng nhá. Thế thì tại sao cái vấn đề đó là như vậy? Khi kinh tế phát triển, công nghệ phát triển, thì phải đưa đến cái gì? Đưa đến cái thị trường, đưa đến những cái đòi hỏi về nhiên liệu để phát triển, đưa đến cái vấn đề là phải có thực phẩm để sống. Bởi vì khi đã phát triển nhiều về công nghệ thì cái phần nông nghiệp, thực phẩm sẽ bị giới hạn nhiều hơn. Còn nếu tất cả mọi người không phát triển về công nghệ thì làm nông hết thì không lo về vấn đề thực phẩm. Và cái đó là cái diễn tiến của nhân loại này từ hồi xưa đến giờ. Thế rồi, anh thấy rõ là bây giờ người Trung Quốc họ đã được những cái lợi điểm ở trong những chính sách của những cái đời tổng thống trước, là cho họ cái cơ hội để mà hòa nhập với thế giới. Để nghĩ rằng, người Mỹ lúc đó nghĩ rằng nếu mà họ tiến lên về vấn đề kinh tế thì họ sẽ đỡ hơn về cái vấn đề chính trị hay là chủ thuyết này, chủ thuyết kia. Thế nhưng mà cái đó đâu có phải là ai cũng nghĩ như vậy mà đúng đâu. Có những người người ta trở thành cái người lãnh đạo mà khi đã có cái lợi thế về vũ khí, đạn dược hay công nghệ thì họ lại có một cái ý đồ là đi đàn áp nước khác để chiếm nước khác. Đó là cái thời. Nhưng mà thưa anh Toàn, anh thấy cái thế của Trung Quốc ngày hôm nay có thể nói họ bá đạo ở trên Biển Đông. Và có phải Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái chiêu sách để lôi cuốn tất cả những mọi người đứng về phía ông, vì có thể là người Việt chúng ta thì có thể nói 10 người như một,
tôi dám nói là 10 người như một đồng tình với vấn đề, không đồng tình với vấn đề gọi là cường hào ác bá của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông. Thế đó thì là... thế thì bây giờ tôi lại hỏi anh Toán, thế anh dựa vào đâu để anh nói rằng là ông Trung ngăn chặn Trung Quốc ở tại Biển Đông cũng giống như đánh Trung Quốc, đó là một trong những cái bánh vẽ mà nếu có một vài người chống đối ông Quốc, ông Trung thì họ nói đó là một cái bánh vẽ để cho mọi người. Anh nghĩ sao về cái lời nói đó? Cái chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra rồi chứ chưa phải chưa xảy ra. Wow, wow. Tôi đã nói là khi chiến tranh xảy ra là đầu tiên lại phải về thương mại kinh tế trước. Vâng. Thì cái chuyện đó đã xảy ra rồi. Anh thấy chưa nào? Xong rồi bắt đầu sẽ đến cái vấn đề cấm vận về tiền bạc nữa kìa. Bây giờ đang xảy ra. Vâng. Thấy chưa nào? Yeah. Thế rồi đến cuối cùng mới là quân sự. Thì bây giờ quân sự, quý vị nhìn vô toàn cầu đi, có phải là tất cả mọi nước đã theo với ông Trung, nhìn thấy cái nguy hiểm của người Trung Quốc mà bây giờ đang thành lập một liên minh Five Eyes, gồm có là Nhật Bản, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi New Zealand, rồi Úc này nọ. Thế rồi còn bây giờ người Anh đã đang đem hàng không mẫu hạm đến rồi. Thế rồi bên Pháp nghe nói cũng là đem quân sự đến Biển Đông rồi. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua một cái cuộc trà đàm với vợ chồng ca sĩ Hương Lan và để xem lại tất cả những gì mà cộng đồng người Việt của chúng ta đã gắn liền trong những thời gian vừa qua. Và chúng tôi trở lại với quý vị ngay tức thì. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với những sự kiện trong tuần. Và trước khi đi vào phần cuối của chương trình, một lần nữa xin cảm ơn chị Hương Lan, anh Toản đã dành cho đài truyền hình của chúng tôi một cơ hội để chia sẻ tất cả những cái quan điểm của những người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ. Có thể là có một số người họ đồng tình hoặc không đồng tình, nhưng đó là cái mục đích của chúng tôi, làm sao đến mọi người để hiểu được tất cả những cái sự sinh hoạt trong cộng đồng. Và từ đó chúng ta có thể nói thông cảm, và càng ngày chúng ta, cộng đồng của chúng ta càng vươn mạnh lên. Chị Hương Lạc, qua những sự kiện vừa rồi chị đã tham gia nhiều, chị cũng có những cái tuyên bố, chị đã có những cái hành động cùng với gia đình của chị. Thế bây giờ chị nhìn về tương lai, chúng ta cũng trở lại cái công việc làm ăn bình thường. Covid hiện nay thì đang tấn công mạnh, trong lúc bạn, người em của chị lại mất đi, bao nhiêu cái vui buồn nó lẫn lộn với nhau. Việc trước tiên cộng đồng chúng ta đang đối diện với vấn đề Covid nữa. Chị, trong tương lai, chị nghĩ rằng đặc biệt nhất là chúng ta sắp qua đi cái năm 2020 này, cái một năm có thể nói kém may mắn rất nhiều. Chị nghĩ năm 2021 dưới cái tầm nhìn của chị sẽ như thế nào? Bây giờ thì tôi cũng như tất cả mọi người, tôi nghĩ là mình cũng đang nhìn về tương lai. Mình cũng hy vọng thật nhiều những cái gì nó sáng lạng hơn. Từ bắt đầu là nó có cái thuốc chủng ngừa cho COVID. Vaccine. Yeah. Thì cái điều đó, cái điều làm cho mình vẻ phấn chấn hơn để mà mình nghĩ tới cái tương lai mình sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng còn sắp tới thì cái điều Hương Lan muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn, những người thân và những người không thân. Mình tôn trọng cái sự tự do của nhau. Cái sự hiểu biết qua lời nói, qua hành động. Và chúng ta đừng quên là chúng ta đang ở một cái nước siêu cường quốc của thế giới này. Chúng ta đang đòi hỏi cái gì ở thế giới này? Sự công bằng, minh bạch và tương lai con cháu của mình về sau. Đó là vì sao mà chúng tôi phải đứng lên đi rally. Đó là cái lý do chính đáng. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những năm sắp tới mình sẽ sáng lạng hơn. Cái bầu trời nó sẽ đẹp hơn. Và cần nhất là những người mình phải yêu cái đất nước mình đang sống để mình biết mình phải làm cái gì cho đất nước này. Mình đừng đòi hỏi đất nước làm gì cho mình mà mình phải tự hỏi mình đã làm gì được cho đất nước này chưa. Wow, kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của Tổng thống Kennedy khi ông nhậm chức vào một trong cái nhiệm kỳ mới. Mà đó, chúng ta hãy nghĩ chúng ta đã làm gì cho quốc gia này, hay là quốc gia này cần phải làm gì cho quý vị. Cảm ơn chị Hương Lan với những cái ý nghĩ của chị và chị chia sẻ với khán thính giả chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ trở lại với anh Toản, trước khi mà chúng tôi chấm dứt chương trình, chúng tôi dành thời giờ cho anh này.
an toàn. Chị đã nói rõ rằng chị muốn nhìn về một cái tương lai và chị cảm thấy an toàn, và có thể nói là chúng ta kỳ vọng vào cái vaccine đưa ra để cho cái thảm họa COVID này nó tiêu tan đi, đồng thời chúng ta bớt đi tất cả những cái sự đố kỵ cá nhân và nhìn vào một cái tương lai tốt hơn, và chúng ta đồng thời quan tôn trọng tất cả những ý kiến lẫn lộn của nhau, dù phải dù trái, dù thích hay là không thích. Anh thì một người biết về nhiều về chính trị, quan điểm của anh cũng có thể rất rất rõ ràng qua những cái lời anh vừa trình bày vừa qua. Anh nghĩ rằng đặc biệt là cộng đồng người Việt và Việt Nam của chúng ta cũng giống như Hoa Kỳ, trong tương lai năm 2021 sẽ có những cái điều gì khác hơn những cái gì mà chị Hương Lan vừa mới trình bày. Tôi thì nhìn cái vấn đề nó hơi hơi bi quan một tí, là như tôi đã nhận xét đó, thì cái chiến tranh đang xảy ra đó là chiến tranh đầu tiên là về thương mại nè, Vâng. tiền tệ nè, và hiện tại bây giờ đang là sinh học, Xin chào. và đến cái bước thứ tư là quân sự. Thế thì tôi nhìn thấy cái tương lai ảm đạm của năm 2021 Wow. mà chúng ta phải chuẩn bị, bởi vì chúng ta đi đến một cái trận chiến cần nhất là một người dứt khoát, cứng rắn, và đó là cái điều tôi nhìn thấy ở Tổng thống Donald Trump. Nếu như đặt một giả thuyết là tương lai sẽ xảy ra một trận chiến kinh khủng, thì ai là người sẽ đủ bản lãnh để điều hành đất nước? Mà tôi nhìn thấy ở ông Trump. Đó là riêng phần của tôi, và tôi là người mong muốn hòa bình. Nhưng mà trong lịch sử của nhân loại đó, thì có những quốc gia muốn hòa bình mà lại không thể có hòa bình, Cây muôn năm mà mà gió chẳng phải ngừng chấp nhận cái trận ha. chiến. Đấy. Thế thì chúng ta là những người Việt đừng nên dùng những cái lời lẽ rồi chống đối. Sự thật nếu xảy ra cái trận chiến đó thì những cái gì chúng ta đang làm đây nó nhỏ như một cái hạt cát thôi so với những cái tình hình xảy ra trên thế giới sau này. Thế thì chúng ta nên thương nhau, mà lúc đó còn phải là lo mà giúp nhau đó, chứ đừng có kêu là chống đối nhau. Wow. Thì xin gửi đến quý vị cái lời nhắn nhủ của tôi như thế. Thế còn cái chuyện mà không đồng ý với nhau về những cái ý kiến hay là những cái quan điểm thì chúng ta cứ thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau để cho nó làm sao mà dùng những cái danh từ nó tốt đẹp, đừng có đả kích nhau, nhất là đừng có lấy cái đại sự để rồi lại công kích nhau ở cái tiểu tiểu tiết, Vâng. cái điều đó không đúng. Vâng, thưa quý vị, đến bây giờ thì con số những người Việt định cư tại Hoa Kỳ có thể lên đến tới 3 triệu người qua cái cuộc điều tra dân số của những ngày tháng vừa qua. Mỗi khi người Việt chúng ta ra đường gặp cái tai nạn gì, chắc là quý vị đến gặp gỡ những cái người lâm vào cái tình trạng đó, không ai đặt câu hỏi người này là người Bắc hay là người Nam, người này là người HO hay là người này thuyền nhân. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ là những người Việt sinh sống ở trên đất Hoa Kỳ này và nhận quê hương này làm quê hương thứ hai. Bởi thế hôm nay qua một cái buổi trò chuyện đặc biệt với ca sĩ Hương Lan cũng giống như phu quân của chị là anh Toán, chúng tôi hy vọng quý vị có một cái tinh thần cởi mở nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ quên tất cả những cái quan điểm chính trị và lập trường của chúng ta đối với tất cả những gì mà chúng ta đã để sẵn ở trong cái đầu óc của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta dựa vào đó để gây có thể nói những cái bất mãn lẫn nhau và tạo nên có một cái không khí không được gọi là hòa bình, không được tôn trọng cái quyền cá nhân của mỗi người. Và hôm nay đặc biệt qua chương trình này một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua, và chúng tôi dành những thời giờ còn lại cho ca sĩ Hương Lan cũng giống như anh Quản để chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Hương Lan xin gửi lời chào và cảm ơn đài ST đã dành cho Hương Lan và ông xã có một cái thời gian ngắn để mà mình gửi gắm một chút tâm sự để cho người Việt mình hiểu nhau hơn, và mình thấy rằng lúc này là lúc mình phải cần đứng gần nhau hơn để mình nghĩ tới cái đại sự của nước Mỹ, những gì xảy ra và sắp tới sẽ xảy ra. Mình phải chuẩn bị tinh thần để chi? Để mình phải đứng gần nhau hơn nữa. Chắc phải mời anh Đoàn. Riêng tôi thì tôi thấy là tổng thống của dân chủ hay cộng hòa thì cũng đến rồi đi 4 năm hoặc 8 năm. Thế nhưng mà cái quê hương này thì còn đó và chúng ta còn đó. Thế thì không thể vì cái lý do đó để chỉ vì những cái ngắn hạn để chúng ta công phá lẫn nhau trong một cái dài hạn, thì cái đó là cái điều tôi thấy là không đúng. Mà chỉ nên là nhận xét những cái đúng và cái sai, đúng thì ủng hộ, sai thì bỏ nó đi. Đảng Cộng Hòa sai cũng bỏ những cái sai của Đảng Cộng Hòa đi. Dân chủ cũng vậy, để cái quê hương này nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thế thôi.
Bây giờ một cái câu hỏi rất ngắn mà anh chị nên cân nhắc để trả lời, vì rất nhiều người theo dõi câu hỏi này của tôi đối với anh chị nha. Trước tiên tôi dành cho anh Toản. Anh Toản, ai là sẽ tổng thống năm 2021 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ? Tôi vẫn nghĩ tổng thống Trump thắng. Ok. Kính thưa quý vị, đó là quan điểm nhận định của một người mà đã sống tại Hoa Kỳ này có thể nói trên 45 năm. Và đến bây giờ thì chị Hương Lan, ai sẽ là người trở thành tổng thống của Hoa Kỳ sau năm 2021 này? Chị muốn nói. Bây giờ thì Hương Lan không trả lời anh mà Hương Lan sẽ đưa cái này cho. Kính thưa quý vị, đó là một tin ly có cái chữ I am supporter tổng thống Donald Trump, và cô nghĩ rằng là cô Hương Lan cho rằng là tổng thống Donald Trump sẽ là một trong vì Hương Lan nghĩ một Hương Lan xin trả lời, tại vì Hương Lan nghĩ rằng tất cả những cái sự việc sẽ xảy ra chỉ có ông Trump mới là người dàn xếp được tất cả. Cái thứ đó là ý kiến của chị Hương Lan. Cảm ơn quý vị và đặc biệt cảm ơn anh chị Hương Lan đã giúp cho chúng tôi có cơ hội để gửi đến tất cả những cái gì liên quan đến cái cuộc gọi là sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt nói riêng và tất cả mọi người trên toàn quốc Hoa Kỳ nói chung, nhưng đặc biệt trên hành tinh này, ngay cả Việt Nam cũng đang theo dõi chương trình của chúng tôi nữa. Kính thưa quý vị, đó là những gì chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị qua cái cuộc bầu cử mà quý vị đã cùng với chúng tôi theo dõi trong cái thời gian rất dài. Và đây là những cái cảm nhận của những người họ đã sống cống hiến cuộc đời của họ cho tất cả những gì mà người Việt chúng ta đã có mặt tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới qua chương trình Những Sự Kiện Trong Tuần.